Chào các bạn nhé, hôm nay mình có cái nồi. Nồi này gọi là nồi nướng không dầu, hay là còn gọi là nồi chiên không dầu. Và giờ ngồi sửa mình những buồn thì up lên này, chia sẻ cùng các bạn, sửa cùng với các bạn cho nó vui. Cái bệnh này có cái loại nồi này nó có cái bệnh đặc thù là rất hay chết cái con chả nhiệt. Chả nhiệt cho nên nó mới bị mất nguồn. Con này thì mình thường thường là tháo ra và thay luôn, chả nhiệt là hết. Mình chở rất nhiều con là bị lỗi con chả nhiệt. Mình phải tháo ra, mình tháo nắp kia này. Sau khi tháo ra mình nhìn thấy bốn cái nỗ ốc này, mình tháo nó ra là xong, có thể tháo được ra, không cần phải tháo ở dưới đít. Nhiều bạn là tháo tung cả đít ra, lúc đó lắp vào là mệt lắm. Bệnh này mình chữa thường thường mình chỉ tháo mỗi cái bốn con ốc này ra là đấy, là nhìn thấy con chả nhiệt. Đây, nhân tiện mình giới thiệu luôn, đây là mấy con đồ thời gian này, con chả nhiệt này. Với đây là quạt, cái tay đây là cái quạt, đây cái chả chỉ nó nằm ở chỗ mấy cái dây xe xanh này. Bình thường thì mình chỉ cắt nấu giấy đấu cái dây xe xanh này vào với nhau, thế là chạy thì không cần phải thay chả có gì nhiệt nếu mà mình lười. Nhưng hôm nay thì nhân tiện là giới thiệu với các bạn cái con chả có nhiệt này, thế nên là mình tháo hẳn nó ra cho các bạn xem con chả nhiệt. Giờ mình tiến hành tháo nó ra đấy, xem con chả nó nằm bên trong. Thường thì mình không cần phải tháo ra đâu, mình chỉ tháo mỗi năm ra là mình đấu tắt vào thôi, hoặc là mình thay con chả nhiệt khác và mình nhét nó vào. Nhưng đây là nhân tiện thì mình tháo hẳn nó ra để cho các bạn xem cái con chả nhiệt nó nằm ở bên trong như nào. Đây là con cảm biến nhiệt. Đây, sau khi mở ra mình nhìn thấy con cảm biến nhiệt đây. Đây chính là con cảm biến nhiệt đấy. Bình thường thì mình những cái dây xanh này thò ra ngoài này mình chỉ cắt đi, mình đấu tắt vào thôi. Hôm nay mình sẽ tháo ra để cho bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cho bạn xem luôn. Con chả nhiệt này rất hay bị chết. Cái nồi này thực chất nó không có mạch điện tử cho nên nó rất là bền. Khi mất nguồn chủ yếu là nó bị chết con chả chèn nhiệt này, hoặc là cái con công tắc khi mình cài nồi vào đấy nó mới đóng công tắc cái vào. Đây, chả nhiệt đây. Đây chính là con chả nhiệt mà mình có thể thay. Thường hai đất con này mình thay hoặc là mình đấu tắt vẫn được. Trong cái trường hợp đấu tắt thì nó không được an toàn nữa, chứ nếu mà cái đồng hồ nhiệt ấy, cái dơ nè nhiệt kia, cái cảm biến nhiệt kia mà nó không hoạt động tốt thì nó quá nóng thì cái con cầu chì nhiệt thì nó sẽ bị đứt.
đất để bảo vệ nồi. Nhưng thường thường thì cái dơ le nhiệt nó rất ít chết, cho nên là cái cảm biến nhiệt của nó ít chết, cho nên là mình cứ đấu tắt vào là nó bền, không bao giờ nó hỏng lại. Đa phần nhiều con mình đấu tắt vào mà người ta dùng 4-5 năm này cũng hỏng được. Cái nồi dòng nồi dầu này nhiều lúc còn lướng, nó chín rất đều và rất ngon. Thì nó có quạt gió thổi nhiệt, rất nhiệt rất là đều. Bây giờ mình chỉ tiến hành đóng nó vào này, lối cầu chì vào, lối cầu chì nhiệt vào là mình tiến hành test thử nha, cho bạn xem nhé. Nhiều lúc nhận được nồi này ngồi quay video up lên YouTube này nó cũng có một cái để giải trí cho nó đỡ buồn, chứ còn để mà kiếm được tiền của YouTube từ những cái nghề làm sửa chữa này còn mất mùa lắm các bạn, cũng chả được bao nhiêu tiền, kiếm được mấy đô hoa mắt trong mặt. Điều là đây mình tiện thì đắp lên được, vừa là để giao lưu với các bạn, vừa là để chúng tôi giải trí, và cũng trong cái quá trình làm việc này vừa làm mình vừa nói nữa, giao lưu với các bạn nó cũng vui. Thế không phải là để lên mục đích để kiếm tiền trên YouTube. Kiếm tiền trên YouTube đây là các cái kênh giải trí, các cái kênh ẩm thực, những cái kênh mà nó nhiều triệu view ấy thì có người xem thì mới có tiền, chứ còn những kênh sửa chữa này thì thực ra dân ít người ta quan tâm, chỉ những cái bạn nào đam mê thôi. Còn thợ thì người ta phần là những cái bệnh này nó cũng đơn giản, người ta cũng tự phải sửa chữa, ít khi người ta quan tâm người ta xem, có thì chỉ tham khảo nên cái lượng nó rất là ít. Up lên thì vài chục view với vài trăm view là căng, cho nên là kiếm được tiền của YouTube là rất là khó khăn. Mà nó cũng là một cái môn để gọi là để giải trí, để giao lưu cũng hay, cũng vui. Nhiều lúc ngồi rỗi mở ra xem lại cái gì mình làm nó cũng hay. Nhiều bạn ví dụ như là quan tâm thì ấn like, ấn đăng ký kênh ủng hộ để cho mình có cái động lực làm vui, để giao lưu với nhau tí nó vui, thì nó ra cái video mới anh em còn nhìn thấy nhau tí. Mà bây giờ là mình tạm thời đóng vào rồi, mình tiến hành nối cái cầu chì nhiệt lại, giờ mình nối ra bên ngoài để cho nó tiện, bỏ cái cầu chì nhiệt đi. Đây là chỗ này mình cắt ra này, bây giờ mình nối lại đây. Đấy. Thế rồi cắm điện vào test thử là chạy ok, bởi vì đây mình đo cái cầu chì nhiệt đã chết rồi. Quấn cái vải cho nó cẩn thận. Với những cái bệnh này thì những con nồi này mình chỉ làm tầm 2 phút là xong. Hôm nay là vì mình làm đâu là vì mình vừa tháo hẳn đây cho các bạn xem cái cầu chì nhiệt bên trong. Cái con này mình chỉ cần tháo cái nắp đít này ra này. Thế xong rồi mình cắt vứt con cầu chì để nguyên đây, còn cắt hai cái dây xanh này nối vào nhau kia. Cái dây xanh này là hai cái dây mà nối vào cái cục chỉ nhiệt này. Xong cái là đóng vào là chạy. Thế nhưng mà nhiều bạn thì cũng tò mò, nhiều lúc cũng mới ra tháo ra nó khó lắm. Người đã tháo ra một lần rồi thì lần sau lắp đơn giản. Các cái đầu nối này mình cẩn thận, mình cứ bọc kỹ rồi cho nó chắc. Đây là những cái bọc này nó cách điện, à cách nhiệt an toàn, thì cái dòng này nó chạy điện trực tiếp.
sửa mà ngồi một mình buồn, không nói chuyện thì cũng mất vui, nhưng mà nói chuyện nói nhiều quá thì các bạn cũng nói nhiều. Mọi người bảo là nói nhiều thì là nó không tập trung nữa, làm nó không được chuẩn. Như mình thì nói đã vào việc thì cứ có khách nên vừa làm vừa nói chuyện, làm lại chuẩn. Đấy, nhiều thứ mùa này điều hòa được rất là ít thì mình sửa tất cả các loại tivi màn hình phẳng, chủ yếu là tivi màn hình phẳng, tất cả các loại đồ điện gia dụng, vì là những cái điện gia dụng này người ta vứt ở lại thì mình chỉ tranh thủ thôi, tranh thủ lúc nào rỗi mới làm đấy, cho nên phải tranh thủ vào những buổi tối hoặc là ban ngày, là chủ yếu là đi làm sửa tivi để sửa chữa điều hòa. Các bạn là gặp mấy cái nồi nào mà nó giống như cái nồi này mà các bạn muốn quả ra làm, cứ bình tĩnh quả ra ý chú cái chỗ mà cần phải căn chỉnh chuẩn những cái chỗ mà núm này này, bắt vào vít vào là mình đưa đúng thì nó không bị ngược núm, vừa đầu mình bắt ngược thì mình phải bắt lại lâu, những cái đúng phải theo cái đúng cái số của nó, lúc mình vặn hết cỡ về nó phải tắt. Ok đấy, bây giờ mình đóng vào test, tiến hành nhà test thử nha. Khi đút nồi vào đun là các bạn phải dập cho nó phải đóng cho nó khít vào để cho cái công tắc ở dưới cái chỗ mà nhận mâm nồi nó đóng lại thì nó mới chạy, thì điện nó mới cấp lại vào. Từ lúc cái công tắc nó chưa đóng khít là nó không mất, tưởng nó mất điện đi rồi do mình đóng nó chưa khít rồi. Đấy nha, test thử cho các bạn xem đấy, chạy ok ngon chưa, lên điện đấy, đèn hai đèn báo sáng thì bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi. Video đến đây là hết nhé. Mà các bạn thấy quan tâm và thấy ủng hộ mình, nhấn like và đăng ký kênh. Mình bạn hứng thú để làm tí video cho nó vui, giao lưu với các bạn. Thế nha. Xin chào tạm biệt các bạn.